AMD thực sự đã thổi một làn gió mới cực kỳ mát trong phân khúc giá dưới 20 triệu đồng. Các bạn đã có mẫu laptop hiệu năng cao rồi. Mình đồng ý với các bạn một điều rằng dưới 20 triệu các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu laptop gaming hầm hố đến từ các hãng và cùng với có rất nhiều các sản phẩm, ví dụ như Acer thì có Nitro 5. Tuy nhiên, các bạn phải hiểu một vấn đề như này, không phải ai cũng thích mẫu laptop gaming. Cùng với đó là khi mà xin tiền phụ huynh hoặc là xin tiền ai đó mua mẫu laptop, nếu nghe chữ gaming thì có thể một số người sẽ không thiện cảm. Thay vào đó, họ sẽ chọn mua những cái mẫu laptop nó như thế này, mẫu laptop văn phòng này, thiết kế thanh lịch và nó đơn giản hơn. Tuy nhiên, mẫu laptop đấy nó bị một vấn đề cái một vài năm, đó chính là cấu hình nó không quá cao. Khi chỉ được trang bị một CPU dòng U hoặc thậm chí có card đồ họa rời nhưng chỉ dừng lại ở 940 MX hoặc là MX 150 thôi. Nhưng bây giờ phiên bản Acer Aspire 2020 này nhờ có AMD nó có một cấu hình cực kỳ tốt. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Nhân tiện nói ăn cấu hình thì phiên bản mình đang có ở đây được trang bị mẫu CPU Ryzen 5 3551H 4x8 luồng xuyên cơ bản 2.1 và bút tối đa có thể đạt được là 3.7, 8GB RAM, 256GB SSD và card đồ họa rời GTX 1650. Tuy nhiên, nó vẫn có card đồ họa tích hợp là Vega thì các bạn phải lưu ý một chút như này, 8GB có sẵn thì nó share luôn RAM cho card đồ họa tích hợp rồi. Thế nên nếu như các bạn mua cái mẫu laptop này về, theo mình thấy tối nhất là mua thêm một thanh RAM 8GB nữa cắm vào nó sẽ là tuyệt vời nhất. Thì bây giờ thì mình sẽ show cho anh một số hình ảnh của cái mẫu laptop này để anh em có thể nhìn thấy xem nó giống như thế nào. Thì đấy, anh em nhìn thấy nó giống cái gì? Nó giống hoàn toàn so với Nitro 5. Thì mình thấy khi mà mình nhìn cái hình ảnh bên trong của máy ấy, thì mình xác nhận rằng nó giống thật sự luôn. Thì có một số điểm khác biệt đấy là mặc dù nhá, hệ thống tản nhiệt vẫn có hai quạt này, hai ống đồng, nhưng mà các bạn sẽ không có tính năng cool mode. Vì thế, thứ nhất, điểm lợi thế của các bạn nó sẽ là máy sẽ hoạt động hoàn toàn yên tĩnh, kể khi các bạn có thể làm quá nặng thì máy không quá ồn. Còn nhược điểm thì rõ ràng rồi, nó sẽ hơi nóng trong một số trường hợp. Và để khắc phục vấn đề đấy thì Acer đã giới hạn trực tiếp điện trên cái mẫu laptop này để cho mẫu laptop có thể cân bằng giữa điện năng và cái vấn đề nhiệt năng, cùng với đó là độ ồn có thể gọi là tối ưu nhất trong môi trường văn phòng. Bởi dù sao đây không phải mẫu laptop hướng tới những đối tượng gaming như gọi là kiểu quá nặng nề, bởi vì đây là mẫu laptop hiệu năng cao, văn phòng hiệu năng cao nó sẽ hiệu quả hơn.
Quay trở lại phần thiết kế thì toàn bộ máy được làm từ nhựa, tuy nhiên không vì thế mà máy ọp ẹp ở tất cả các góc. Mình cảm thấy được sự chắc chắn thì Acer cũng đã gia cố tất cả các cái phần này, kể cả bản lề này, các thứ nó đều tuyệt vời. Thì đằng trước đây sẽ là logo của Acer in chìm, các bạn hoàn toàn có thể sờ vào được. Và khi mở máy ra thì mở máy cũng rất dễ dàng, các bạn hoàn toàn có thể mở được 180 độ, bởi vì bản lề của mẫu laptop rất tốt, các bạn hoàn toàn có thể mở được bằng một tay. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích cái việc này lắm, để làm sao cho cái độ bền máy cao nhất các bạn nên mở bằng hai tay nó sẽ hiệu quả. Và khi nhìn vào màn hình thì các bạn sẽ có hai viền bên trên nó hơi dày một tí, nhưng bù lại hai cạnh bên nó sẽ mỏng. Thế đây, để theo kịp xu thế, các bạn vẫn sẽ có webcam 720p để có thể đàm thoại. Thì màn hình của mẫu laptop này 15.6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cho chất lượng hiển thị trung bình. Khi mình đo đạc qua thì chất lượng hiển thị mẫu màn hình này mình thấy ở mức ổn, khi đạt 57% giải màu sRGB, 36% giải màu Adobe RGB, đèn LED trung bình khoảng 3.21 và độ sáng khoảng 280 nit. Thì nói về vấn đề độ sáng đi, 280 nit là một độ sáng gọi là phù hợp để có thể sử dụng trong môi trường ánh sáng phức tạp. Ví dụ như mình đang ngồi trong studio này, 280 nit hoàn toàn có thể ổn. Còn với Delta E là 3.21 ấy, nó khá cao so với mẫu màn hình thông thường. Tuy nhiên, đây là mẫu laptop, nó hướng tới đối tượng văn phòng thôi, thì làm Photoshop hay là chỉnh ảnh hay thậm chí edit video đơn giản, mình nghĩ nó vẫn có thể làm được hoàn toàn ổn. Và nếu như bạn có điều kiện hơn thì hoàn toàn có thể mặc cái mẫu laptop này đi để cân màu cho Delta E nó khoảng dưới 2, khi đấy nó sẽ tuyệt vời nhất. Chuyển bên dưới là phần bàn phím, thì ngoại từ dòng Nitro 5 trở lên ra thì mình vẫn cảm thấy ấn tượng, còn từ Nitro 5 trở xuống mình thấy bàn phím nó vừa đủ ổn để có thể sử dụng thôi. Thì phím cho độ này tốt nhưng hành chỉ phím hơi nông, bù lại các bạn vẫn có cụ phím số và cảm giác gõ trên cái mẫu laptop này ở mức gọi là ổn. Các bạn cần một khoảng thời gian từ 1 đến 2 ngày để có thể làm quen với mẫu bàn phím này, nhưng bù lại tắc qua cho cảm giác gì mượt mà, khả năng tracking tốt, độ hoàn thiện ở mức ổn thôi, tức là không quá cao đâu, bởi vì khi mình ấn chuột trái chuột phải mình vẫn nghe được cái tiếng lạch cạch. Nhưng dù sao đây là laptop văn phòng hiệu năng cao, các bạn có thể làm mẫu laptop này sử dụng trong vấn đề như kiểu Photoshop này, edit video hay thậm chí chơi game, nên việc sắm một mẫu chuột giờ mình thấy nó sẽ là hiệu quả nhất. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một số các thứ hay ho khác như loa trên mẫu laptop này chẳng hạn, thì loa nó không quá rẻ đâu, chất lượng âm thanh của mình đánh giá mức gọi là có thể sử dụng thôi, chứ còn nếu mà để tuyệt vời nhất sử dụng trong các môi trường thì mình nghĩ cắm tai nghe vào nó sẽ hiệu quả hơn. Cổng kết nối trên mẫu laptop này vô cùng hợp lý. À, nhắc đến cổng kết nối, mình lại nhớ đến một điều ở trên Nitro 5 mà rất nhiều các bạn không ưng, đó chính là cổng nguồn đặt ở ngay sát cái khe tản nhiệt. Thì bởi vì cái này nó gần giống như kiểu bê từ Nitro 5 xuống, cho nên cái cổng cấp nguồn ấy nó vẫn đặt ở gần cổng sạc. Nhưng mà mình nghĩ thì thôi, các bạn có thể khắc phục trong quá trình sử dụng. Và bên cạnh phải chúng ta sẽ có cổng sạc, cổng USB Type-A, jack audio combo. Còn bên cạnh trái sẽ là nơi tập trung hầu hết các cổng kết nối còn lại, như cổng mạng LAN, HDMI, USB Type-C và hai cổng USB Type-A nữa. Còn này cổng kết nối theo mình là phù hợp với các nhu cầu văn phòng. Tổng kết lại, theo mình thấy ở trong phân khúc giá khoảng 17 triệu đồng, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu laptop gaming. Tuy nhiên, laptop gaming không phải dành cho mọi người. Đối với những bạn là bạn nữ này, hay là văn phòng, hay cần mua mẫu laptop về để sử dụng, theo phụ huynh nhìn thấy, uầy, thằng này dùng laptop gaming chắc chắn chỉ có chơi game thôi. Nhưng bây giờ chúng ta mua mẫu laptop này về, nhìn laptop văn phòng thôi nhưng hiệu năng cao, vẫn có thể đáp ứng được các nhu cầu như kiểu là chơi game, làm việc các phần mềm đồ họa, học tập này, như kiểu AutoCAD, hay thậm chí là làm vấn đề liên quan Adobe như kiểu Photoshop này, edit video hoặc render trong thời gian ngắn thì hoàn toàn có thể ổn. Vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn hãy click vào. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anh Phát Promoter để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi.